Đây, các bạn nào có nhu cầu cần máy băng đó liên hệ mình cung cấp băng cho. Cái cây bề sang nó ngay góc dưa bề này hả, thử nha các bạn. Đây, tắt điện rồi. Bạn đợi xíu nha bạn. Đúng luôn. Chiều kia các bạn ơi, chiều nay. Nó khoát trước. Ok, chính xác. Hai bạn nào có nhu cầu mà muốn xài băng á, liên hệ mình cung cấp băng cho các bạn, mình cung cấp tay thẻ luôn nha các bạn, băng thẻ hai thứ nào không có hết. Dòng máy thẻ đâu các bạn, nó chép nguyên nguyên các bạn. Đây máy sang, đây máy lọc thẻ, đây ở trên tầng trên nó có một tầng đây. Để tiếng núm này mà mình chỉnh theo cái mức này thổi đi phải không, thổi tối nay đi phải không, cái mình lấy này là mình đưa đó mình chuyển ra thẻ, thẻ không như thổi băng vậy, tại vì trong băng lấy ra mà thì thổi như thổi băng, hai thứ nó như một. Đây các bạn. Trực tiếp. Có cuốc. Có cuốc đó các bạn. Ủa còn chích bấm nằm đâu. Đó là cầu cuốc. Các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ mình, số điện thoại là 0964 3 con 204. Thì lại số điện thoại là 0964 7422204, là ba con số 204 đó. Tiếp bạn coi cái con này còn gì đây, dễ dễ các bạn, rất cực gì băng. Bạn nào có xài băng nó liên hệ mình, nó dễ đâu mà nhiều quá ta, hai ba cuồng như vậy. Để bạn để coi, mình coi cái cuồng mình còn có còn chích mình đâu các bạn. Băng băng mới. Con kia con chân nghịch. Đầy đủ các loại máy sang nha các bạn. Xéo. Mắt mình chích ta. Núm. Dạ. Con đang lập clip. Em quay clip. Dạ. Đây các bạn. Chưa chút xíu nữa. Các bạn nào có nhu cầu đó xin liên hệ mình. Dạ. Để được rồi. Anh đang đây mà. Vậy là khủng khiếp. Đi đá gà đi. Đi đá rồi. Nãy giờ cũng lâu rồi ạ. Không biết ăn thua nữa, không biết đi đá nãy giờ. Bắt lại cho bạn kia nè bạn. Cái này cái quẹt nữa các bạn. Cái quẹt. Bóp cú nè.
Bảo đảm bạn chứ mấy tiếng cúm núm này là thổi không có đêm nào mà không có. Nhưng mà cuồng đó nó đi không có, cuồng này đi không có tháng thì không mạnh bằng cuồng này. Cuồng này đi quanh năm suốt tháng mà. Cuồng này đi mạnh nhất. Mình chỉ thổi là thổi cuồng này thôi. Chứ mình cũng có cung cấp ăn cho các bạn này, cũng chỉ có bao cuồng này thôi. Cuồng của mình thổi. Nhớ kỹ các bạn, hạ bát. Hạ bát, bát nè, hạ hết. Này lớn nhỏ nè. Họ cứ núm sử dụng được là lớn với chép thôi. Chép năng càng nhiều càng tốt. Càng nhiều thì cái độ ốc của nó càng gõ. Càng nhiều ốc nó càng gõ. Còn hổ núm thì nói không bao giờ nâng bát. Bát là hạ hết. Thấy không? Chích thổi chép nha các bạn. Chích thổi bằng cái chép nha. Còn vỏ dẻ không thổi bằng chép. Vỏ dẻ tùy thí thôi. Vỏ dẻ muốn thổi lo phong thổi, muốn thổi chép thổi, tùy thôi, muốn thổi gì thổi. Còn theo mình đó thì chích với mắt xéo với vỏ dẻ thì thổi chép. Đừng có, đừng có lấy cúm núm mà thổi chép nha. Để cái một là đứt luôn á. Khó xài mấy cái vợ này. Khó xài. Đứt cái bất công tháo ra đi sửa nữa. Còn mình xài đồ này cái gì mình xài cho kỹ kỹ xíu. Bây giờ nó không phải nhiều xưa nữa. Bây giờ ba cái vụ băng máy này giờ giết nó cũng không còn nhiều nữa các bạn ơi. Cho nên băng xài phải xài cho kỹ. Về phải lau chùi cho sạch sẽ. Đừng để mất nước. Cò cuốc này là ok đó, cuốc này rất là nhạy. Chiều chiều về mấy con cò cuốc bắt cái chiều ha, nghe nhấp nhem kêu á. Tưởng nó lúa xạ, bắt nhiều lắm nhiều. Vậy thôi, chào các bạn nha. Có nào có xài băng, xài thẻ gì đó thì liên hệ mình cung cấp lên cho. Chính xác nha các bạn. Chăm chăm đấy. Xem hàng trước khi đưa tiền. Thôi chào các bạn nha. Để bữa nào mình quay đoạn clip khi thổi núng mà đồng cho các bạn coi.